Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Era Dablanoris, trưởng đoàn giám sát của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về kinh tế vĩ mô và tài chính tiền tệ của các nước hội viên đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị IMF ưu tiên hỗ trợ tăng cường hoạt động tư vấn chính sách cho chính phủ và các cơ quan hữu quan về điều hành kinh tế, đối phó với bối cảnh rủi ro gia tăng hiện nay, tiếp tục cung cấp các chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho các lĩnh vực quản lý kinh tế, tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử. Bà Era Dablanoris đánh giá cao các chính sách tiền tệ, tài khóa của Việt Nam, trong đó có chính sách hỗ trợ về thuế, phí để giảm bớt gánh nặng trên vai các hộ gia đình và các doanh nghiệp. Nghị định 65 về trái phiếu doanh nghiệp đã đưa ra nhiều quy định mới tích cực. Việc các công cụ chính sách được kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa là lý do giúp chính phủ kiểm soát được lạm phát, đồng thời chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam được triển khai một cách chắc chắn. IMF dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 sẽ khoảng 7 đến 7,5%, lạm phát trung bình thấp hơn so với mục tiêu 4% và thấp so với các nước trên thế giới và khu vực. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ và rộng khắp. Bà đồng ý với nhận định của Thủ tướng rằng tình hình đang có rất nhiều khó khăn thách thức, trong đó áp lực lạm phát với Việt Nam đang gia tăng cùng với tốc độ phục hồi của kinh tế trong nước và các rủi ro từ tình hình thế giới. Đại diện IMF đưa ra nhiều khuyến nghị với Việt Nam, trong đó cần phối hợp các chính sách vĩ mô một cách cẩn trọng, đồng bộ, thống nhất và nhất quán, làm tốt công tác truyền thông chính sách để quản lý rủi ro, giảm nhẹ tác động của các lựa chọn chính sách, triển khai tốt chương trình phục hồi và phát triển. Thủ tướng ghi nhận những khuyến nghị, nhận định các khuyến nghị của đoàn phù hợp với định hướng điều hành của Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và cơ quan liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét, áp dụng trong quá trình chỉ đạo điều hành. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 890 yêu cầu trong thời gian tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng chống tham nhũng, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng. Tại công văn số 890, Thủ tướng yêu cầu rà soát có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được chỉ ra tại kết quả tổng kết, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân. Cùng với tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan tổ chức, là tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế chính sách pháp luật về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, ngân hàng, xây dựng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị đề xuất, kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ xử lý giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Rà soát lựa chọn, phân công cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tham gia Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, các đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 1156 về việc phê duyệt đề án tổng thể tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật. Mục tiêu của đề án là tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Theo đề án, tổng quy mô của hai trường đến năm 2025 đạt khoảng 36.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, tăng số lượng vụ việc tư vấn 15% một năm, trong đó có 20-30% là miễn phí. Đến năm 2030, 40-45% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 25-30% giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Thưa quý vị, tối qua mùng 3 tháng 10, lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5 đã được tổ chức. Đây là giải thưởng cấp nhà nước được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung, tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ, có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn được công chúng đón nhận, giới chuyên môn đánh giá cao ở các lĩnh vực. Dự lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, nhờ sự nỗ lực của ngành xuất bản nên dù điều kiện khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng vẫn ra mắt được nhiều đầu sách, nhiều bộ sách không chỉ có giá trị về nội dung mà cả về hình thức. Đặc biệt cùng với đó là các phương thức lan truyền nội dung của sách, ảnh hưởng tích cực đến văn hóa đọc của người Việt Nam. Năm 2022 là năm thứ 5 thực hiện giải thưởng sách quốc gia, nên quy trình xét ngày càng bài bản hơn, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, minh bạch, khẳng định uy tín của giải thưởng. Tham dự giải thưởng sách quốc gia năm nay có 48 trên 57 nhà xuất bản tham gia với 298 tên sách và bộ sách, bao gồm 386 cuốn. Hội đồng giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5 đã thống nhất trao giải cho 26 cuốn sách, bộ sách, trong đó công trình Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí của tác giả Lê Quang Định, dịch giả Phan Đăng, nhà xuất bản Thế Giới, đơn vị liên kết Công ty Cổ phần Sách Thái Hà đoạt giải A. Giải sách quốc gia tôn vinh những người sáng tác, những nhà hoạt động trong lĩnh vực xuất bản sách Việt Nam, góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc. Sau 4 lần tổ chức, giải thưởng ngày càng được dư luận xã hội quan tâm, chú ý, có tác động đến giới xuất bản cùng độc giả. Nhân chuyến khảo sát thực tế địa bàn triển khai khu công nghiệp chiết xuất dược liệu tại Quảng Nam, vừa qua đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chuyến thăm khảo sát và làm việc với tỉnh Quảng Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng đề án phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam. Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng đề án phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ thành công và có tính khả thi rất cao, yêu cầu Quảng Nam cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án. Quảng Nam đã quy hoạch vùng bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh với diện tích 15.567 ha. Ngoài ra, đang nghiên cứu trồng di thực sâm Ngọc Linh ở một số địa phương khác có điều kiện tương đồng để mở rộng phát triển diện tích trồng sâm Ngọc Linh. Các công tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây sâm Ngọc Linh cũng được Quảng Nam rất quan tâm. Hiện Quảng Nam có rất nhiều cơ chế ưu đãi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển công nghiệp dược liệu, đặc biệt với sâm Ngọc Linh, và đề án này sẽ đem lại sức bật cho doanh nghiệp và người dân. Theo Bộ Công Thương, thời gian vừa qua do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm mức chiết khấu trong hệ thống phân phối, giá xăng dầu trong nước không phản ánh đúng chi phí kinh doanh xăng dầu, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là ở khâu bán lẻ, nên có hiện tượng nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoạt động kinh doanh, bán hàng cầm chừng và thiếu nguồn cung cục bộ tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đối với nguồn cung mặt hàng xăng dầu, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn hiện đang vận hành ở công suất tối đa. Dự kiến trong quý 4 sản xuất 4,4 triệu mét khối xăng dầu, chiếm 80% tổng nhu cầu của thị trường trong nước. Để giảm chi phí, bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương đã kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường 2 lần, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu và đang xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT.